Một nền bóng đá nếu muốn giữ World Cup dành cho cấp độ đội tuyển quốc gia, phải thường xuyên góp mặt ở những World Cup dành cho cấp độ các đội trẻ. Việc bóng đá Việt Nam đang trở thành khách quen ở các giải trẻ châu lục chỉ là bước đầu cho chặng đường dài phía trước. Thành công của huấn luyện viên Park Hang-seo gắn liền với đúng thời điểm Việt Nam sở hữu hai lứa cầu thủ trẻ tài năng sát cạnh nhau, với những đặc tính chuyên môn bổ sung hiệu quả tạo ra bộ khung cho đội tuyển Việt Nam vào lúc này. Sau 6 năm, bóng đá Việt Nam đã có những thay đổi. Huấn luyện viên Chu Xie đến với tuyên bố sẽ không gắn chặt với một nhóm cầu thủ nào mà sàng lọc liên tục. Ngày 24 tháng 8, trong cuộc chia sẻ với giới báo chí, ông cho biết đã hoạch định 60 cầu thủ có thể cạnh tranh vị trí ở đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho World Cup 2026. Ông dự kiến gọi 6-7 cầu thủ mới trong đợt tập trung tháng 9. Ông Chu Xie đã trình làng những cái tên mới từ 20 đến 22 tuổi như Thái Sơn, Đức Phú, Văn Khang, Văn Tùng, Văn Toàn. Sau khi bàn bạc kỹ, Liên đoàn bóng đá Việt Nam, VFF và huấn luyện viên Chu Xie đã thống nhất lập hai đội tuyển U23 Việt Nam tồn tại song song. Đội tuyển U23 Việt Nam dự giải U23 Đông Nam Á ở Thái Lan độ tuổi trung bình chỉ 19,8, do ông Hoàng Anh Tuấn dẫn dắt với bộ khung 10 cầu thủ mới 20 tuổi, sinh năm 2003, 3 người sinh năm 2004, 5 người sinh năm 2005 và tiền đạo Lê Đình Long Vũ sinh năm 2006, chỉ mới 17 tuổi. Đội U23 còn lại do ông Chu Xie dẫn dắt sẽ dự vòng loại U23 châu Á. Đặc biệt, đội này sẽ tập trung cùng đội tuyển Việt Nam trong tháng 10. Đội tuyển Việt Nam sẽ đấu giao hữu gặp đội Trung Quốc vào ngày 10 tháng 10, gặp đội Uzbekistan vào ngày 13 tháng 10 đều tại Trung Quốc, gặp đội tuyển Hàn Quốc ngày 17 tháng 10 tại Hàn Quốc. Ngày 11 tháng 9, đội tuyển Việt Nam sẽ đá giao hữu gặp đội Palestine tại sân Thiên Trường. Ông Chu Xie tiết lộ sẽ đôn nhiều gương mặt trẻ để thử thách ở 4 trận quan trọng nói trên. Trong thành phần đội tuyển, ông sẽ gọi Công Phượng, Văn Toàn và hy vọng thủ môn Philip Nguyễn sẽ sớm được nhập tịch để ông đưa vào danh sách triệu tập. Chất lượng bóng đá trẻ Việt Nam đang được cải thiện khi các đội bóng chuyên nghiệp tiếp tục tích cực trẻ hóa, với nhiều trung tâm đào tạo mới như Hòa Bình, Hà Tĩnh, Bình Thuận, PVF Công an Nhân dân, tạo ra nguồn cầu thủ đa dạng. Đặc biệt, giải hạng nhất không sử dụng ngoại binh PV đang là vườn ươm hiệu quả cho các cầu thủ trẻ Việt Nam. Điều này kéo theo sự cải thiện một cách ổn định của các đội tuyển trẻ Việt Nam. Kể từ năm 2014, Việt Nam đã trở thành khách thường trực ở các vòng chung kết trẻ châu Á ở mọi cấp độ U17, U20 và U23, trong đó có những lần lọt vào tứ kết, bán kết và cả chung kết. Tuy nhiên mấy năm gần đây chúng ta lại không có vé dự World Cup U17 và U20. Ông Chu Xie chia sẻ, tôi đã có 6 tháng làm việc cùng đội tuyển Việt Nam và U23 Việt Nam. Tôi vẫn đang trong quá trình xây dựng và hoàn thiện đội hình. Lối chơi của tôi là định đoạt số phận và kết quả trận đấu thông qua kiểm soát bóng, kiểm soát lối chơi trên sân. Tôi phải tìm cầu thủ phù hợp với lối chơi. Với trải nghiệm ở Nhật Bản cùng quãng thời gian huấn luyện U23 Việt Nam, tôi hiểu rằng cầu thủ càng trẻ càng linh hoạt, thích nghi với cái mới nhanh hơn. Bình luận viên Ngô Quang Tùng đánh giá, sau năm 2014 chúng ta chứng kiến nhiều học viện và trung tâm bóng đá mới hình thành. Không chỉ số lượng mà tiêu chuẩn huấn luyện, chất lượng huấn luyện viên tham gia đào tạo cũng đã được nâng cấp, có phương pháp làm việc tiệm cận với các tiêu chuẩn hiện đại. Các công cụ và điều kiện huấn luyện được nâng cấp là tín hiệu bước tiến tốt. Tuy nhiên, phải thừa nhận đào tạo trẻ ở Việt Nam vẫn chưa được phổ cập, đồng bộ hóa, chưa được tiêu chuẩn hóa ở tầm quốc gia mà mỗi trung tâm, câu lạc bộ vẫn đi theo một đường. Hãy nhìn nước Bỉ đã có chiến lược quốc gia để có lứa cầu thủ vàng như Kevin De Bruyne. Đầu tư cho bóng đá trẻ đòi hỏi rất tốn kém, nhưng bên cạnh tiền bạc còn phải biết sử dụng đồng tiền ấy như thế nào, đi kèm với kế hoạch thật khoa học, thông minh, tốn nhiều chất xám. Phân tích về lối chơi của đội tuyển Việt Nam, chuẩn bị hướng đến sân chơi tầm cỡ vòng loại World Cup, bình luận viên Ngô Quang Tùng nói, lối đá ông Chu Xie đang áp dụng đòi hỏi cầu thủ phải cơ động, di chuyển nhiều hơn. Cầu thủ phải có thể lực cực tốt để thực hiện các động tác tiêu chuẩn kỹ thuật cao trong cường độ cao. Vì chơi tấn công phải đảm bảo tốc độ, cường độ cao hơn đối thủ. Những nền bóng đá hàng đầu thế giới như Đức, Ý, Tây Ban Nha có nền tảng và được đầu tư rất lớn nhưng vẫn có lúc thăng, lúc trầm với các lứa cầu thủ khác nhau. Bóng đá Việt Nam đang xây dựng hệ thống đào tạo bắt nhịp với xu thế của bóng đá hiện đại mà ông Chu Xie hay huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn là những mảnh ghép quan trọng của lộ trình ấy. Câu chuyện đào tạo trẻ giống như đãi cát tìm vàng. Nếu không làm thì chúng ta sẽ không thể có vàng. Không có cách nào khác, Việt Nam vẫn phải kiên trì, kiên nhẫn để thời điểm nào đó có cách làm đúng, rơi đúng thời điểm sẽ cho ra con người, cá nhân, các thế hệ cầu thủ đủ hay bổ sung cho nhau.
Dù sao đào tạo trẻ của Việt Nam đang có tính ổn định cao hơn, được quan tâm hơn, chất lượng các huấn luyện viên đã ở tầm cao hơn. Đó sẽ là nền tảng để chúng ta cải thiện thêm cho tương lai.